Đối đầu Bồ Đào Nha, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đặt quyết tâm cao cho trận đấu thứ hai của họ ở World Cup 2023. Nhưng đội tuyển nữ Việt Nam của chúng ta đã không thể tạo nên bất ngờ và để thua 0-2 trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Nguyễn Thị Thanh Nhã đã có những chia sẻ sau trận đấu giữa đội tuyển nữ Việt Nam và đội tuyển nữ Bồ Đào Nha ở lượt trận thứ hai bảng E World Cup nữ 2023. Chúng tôi đã cố gắng hết sức ngay từ khi nhập cuộc, nhưng bàn thua sớm khiến chúng tôi có cảm giác hơi nóng vội, dâng đội hình lên hơi cao, và khi nhận bàn thua thứ hai, thế trận đã trở nên rất khó. Họ đã thể hiện rõ mục tiêu muốn giành chiến thắng bằng cách đẩy cao đội hình chơi áp sát. Trong hiệp 1, Việt Nam cũng đẩy cao đội hình, nhưng chúng tôi có nhiều pha bị lỡ trớn, không thể theo kịp đối thủ. Sau thời gian nghỉ giữa hiệp, chúng tôi đã chơi chậm lại và chắc chắn hơn, theo chỉ đạo của huấn luyện viên Mai Đức Chung. Theo tôi thì chúng tôi đã chơi tốt hơn trong hiệp 2. Thua Bồ Đào Nha 0-2 ở lượt trận thứ hai bảng E hôm nay, Việt Nam không còn cơ hội vượt qua vòng bảng World Cup nữ 2023.